Tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Văn Gấu là có hành vi vi phạm pháp luật cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì ông Nguyễn Văn Tài chỉ là một nhân viên, ông có thể làm theo lệnh mà thôi. Nhưng ông Nguyễn Văn Gấu lại có khả năng xem xét lại việc oan sai của công ty dệt. Nếu như ông phát hiện đây là một bản án có vấn đề, một bản án oan sai, thì vị trí cục trưởng ông cũng có quyền kiến nghị kháng nghị. Ở đây thì ông Gấu không những là thấy oan sai, thấy vi phạm pháp luật, ông lại không kiến nghị mà ông lại còn hợp thức hóa, rồi còn chỉ đạo cho chấp hành viên lại vi phạm pháp luật, tiếp tay chiếm đoạt tài sản càng nhanh hơn, bất chấp luôn pháp luật luôn. Cho nên ông Gấu là một người mà coi như hành vi là nghiêm trọng nhất về vấn đề vi phạm pháp luật trong cái việc mà chiếm đoạt tài sản của công ty dệt Long An cũng như là phá hoại tài sản.